người phật tử tại gia đã nghe giảng và có niềm tin theo phật giáo nguyên thủy nhưng sinh hoạt tu tập theo đạo tràng chùa bắc tông chồng con nói nếu đã tin phật giáo nguyên thủy mà còn trì chú niệm phật và tụng kinh bắc tông là không có chánh niệm là người tà kiến như vậy có phải không cái vấn đề ở đây là cái chuyện mà mình ai vua hay là mình có Chánh kiến nếu như quý vị có Chánh kiến là quý vị hiểu đâu là lời phật dạy và đâu không phải là lời phật dạy nhé đâu là cái mà được đức thế tôn thuyết và đâu là cái được người đời sau họ chế ra khi mình biết như vậy đó tự mình có sự chọn lựa thôi tự mình có sự chọn lựa thôi à, xin hỏi quý vị nha nếu như mà mình phát hiện là một cái bài một cái bài kinh hoặc một cái bài chú mà mình tụng xưa giờ ở một nơi nào đó mà đó là đồ giả nó không phải là kinh do phật thuyết và nó cũng không phải là chú cho phật thuyết mà nó là một sự mạo nhận à, đó là một sự phỉ bán thế tôn thì quý vị có kiên trì tụng hay không cái quan trọng là mình phải có cái chánh kiến mình phải hiểu cái bài kinh này có phải do phật thuyết hay không cái bài chú này có phải do phật thuyết hay không biết cái đó trước đây là. còn cái thứ hai là kiểu ai vua tức là đi đâu người ta tụng tầm bậy mình cũng tụng tầm bậy theo mà đi đâu người ta tụng chánh kinh thì mình cũng tụng chánh kinh theo cái kiểu ai vua như vậy nó sẽ dẫn ra một cái cái kiểu quả báu ai vua kiểu quả báu ai vua là như thế nào trong cái hàng ngạ quỷ đó nó có một cái loại ngạ quỷ là ví dụ như à, khi ba tháng sướng ba tháng khổ Uh, hoặc là một ngày sướng một ngày khổ đó là cái hạng người như thế nào thời quá khứ đó khi mà người ta rủ làm cái chuyện ác thì họ cũng chạy đi làm cái chuyện ác mà khi người ta rủ đi làm cái chuyện thiện họ cũng chạy đi làm cái chuyện thiện thì cái người ai vui như vậy đó thiện ác có đủ thì khi họ thân ngoại mạng chung họ làm loại ngạo quỷ thì họ cũng là có thiện ác có đủ khi họ hưởng ác quả thì họ phải chịu khổ như là địa ngục rồi khi mà họ hưởng quả lành thì họ hưởng cái cái sự sung sướng như là chư thiên mà mình gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên ấy. kiểu như vậy lúc sướng lúc khổ thành thử cái mà sự nhắc quý vị là tránh thái độ a vua nhất là theo Phật giáo nên học giáo lý để biết đâu là Chánh kinh đâu là chân lý để mình theo đâu là lời dạy của Thế tôn à, còn khi mình không học á, thì mình không biết mình không biết thì người ta nói lời Phật dạy thì mình cũng à, 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 lời Phật dạy rồi cứ à, mạnh mạnh ai nói thì mình cũng ai nói thì tôi theo. Cái kiểu ai vua đó coi chừng nha. nha, coi chừng